Chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh Công nghệ Mi Channel chúng ta. Và mình là Sơn, là reviewer mới ở đây. Và hôm nay mình sẽ nói đến một vấn đề, đó chính là Apple là một nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới với doanh thu mỗi năm cực kỳ khủng. Mỗi chiếc máy bán ra đều mang cho mình một giá trị tinh thần cực kỳ to lớn. Khi mà Apple đã dành tâm huyết của mình vào việc thiết kế và cũng như là việc tối ưu hóa trên chiếc điện thoại của chính mình. Vì vậy giá trị mà những chiếc máy bán ra đều thường rất là cao so với giá công bố. Thế nên, nếu là một trong những người sở hữu được chiếc máy đó thì chúng ta cần phải làm gì để có thể sử dụng được chiếc iPhone cho mình đúng cách? Và mời các bạn xem video này nhé. Đầu tiên là chúng ta phải biết quản lý tốt các ứng dụng có trong máy. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Sau đó chúng ta vào một phần cài đặt chung. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có một gọi là dung lượng iPhone. Thì ở đây là sẽ liệt kê toàn bộ tất cả các ứng dụng có trên máy, từ đó chúng giúp chúng ta có thể quản lý được tốt các ứng dụng có trên máy. Ở đây có liệt kê các dung lượng của các ứng dụng chúng ta, vì vậy chúng ta có thể biết được là những ứng dụng nào chiếm nhiều bộ nhớ cũng như là chúng ta không thường xài tới thì chúng ta sẽ xóa. Ví dụ như đây là mình sẽ có cái ứng dụng như là Microsoft Express thì mình sẽ không cần nữa thì mình sẽ xóa nó. Thì ở đây chúng ta thấy được hai mục, đó chính là gỡ bỏ ứng dụng và xóa ứng dụng. Thì cái mục gỡ bỏ ứng dụng này là gì? Đó là thì khi chúng ta xóa ứng dụng này thì mọi dữ liệu có trên ứng dụng này thì sẽ được lưu lại, từ đó khi chúng ta muốn cài đặt lại thì mọi dữ liệu cũng như là data trên ứng dụng này sẽ được lưu lại hết. Còn ở mục cuối cùng đó là xóa ứng dụng thì chúng ta sẽ xóa sạch toàn bộ ứng dụng cũng như là data có trên ứng dụng này. Vì vậy chúng ta sẽ có hai phương án, đó là một là xóa và giữ lại data, hai là xóa toàn bộ để có thể làm sạch được bộ nhớ chúng ta. Và điều tiếp theo mình muốn nói đây là chúng ta không nên tắt tất cả các ứng dụng chạy nền của chúng máy. Nhiều bạn thực sự là mình thấy là có hai thói quen là tắt toàn bộ tất cả ứng dụng trên máy. Thì thực sự là mình khuyên là chúng ta không nên làm điều này. Bởi vì sao? Apple lại không có thiết kế được cái phím bấm tắt tất cả các ứng dụng trên máy như các máy Android. Bởi vì Apple đang ngăn cản chúng ta làm điều này. Bởi vì thứ nhất có hai vấn đề xảy ra, đó là nó sẽ làm cho máy chúng ta giảm đi thời lượng pin. Mình sẽ ví dụ nha, ví dụ như mình vào Messenger, sau đó chúng ta sẽ vào Instagram. Và khi chúng ta muốn vào lại Messenger thì chúng ta bật lên thì nó đã chạy nền sẵn để chúng ta sử dụng. Và khi chúng ta vào Instagram thì nó đã chạy nền sẵn để chúng ta sử dụng. Và nếu như việc chúng ta cứ tắt Instagram cũng như Messenger như thế này thì chúng ta bật lại thì nó phải mất một khoảng thời gian để có thể load lại được ứng dụng này. Vì vậy nó không chỉ làm giảm hiệu năng của chiếc máy chúng ta mà nó làm giảm thời lượng pin sử dụng, bởi vì khi chúng ta bật lại này thì máy đã phải sử dụng hết công suất để có thể load lại được toàn bộ ứng dụng. Và đó là hai vấn đề mình muốn nói, đó chính là và thứ nhất nó sẽ làm giảm thời lượng pin, và thứ hai nó cũng sẽ làm giảm hiệu năng của chiếc máy. Vì vậy đây là điều mình khuyên là không nên làm. Và cái thứ ba mình muốn nói đây là chúng ta không nên sử dụng máy quá nóng. Ở đây thì mình có đem một cái ốp ở đây, thì khi chúng ta sử dụng máy quá lâu thì cũng như là máy trở nên nóng lên thì chúng ta nên tháo cái ốp đi, bởi vì ngoài việc cái ốp giúp cho máy điện thoại chúng ta không thoát được nhiệt mà còn làm cho cái điện thoại chúng ta nóng hơn nữa. Vì vậy khi chúng ta sử dụng máy quá lâu cũng như là máy nóng lên thì chúng ta nên tháo cái ốp ra và cũng nên để máy nghỉ một thời gian để chúng ta có thể sử dụng nó được hiệu quả tốt nhất. Và việc cuối cùng mình muốn nói đây là chúng ta không nên vừa sạc vừa sử dụng máy. Mình biết là tất cả mọi người trên đất này ai cũng đều có thói quen đó là vừa sạc vừa sử dụng. Chúng ta kè chiếc sạc dự phòng kế bên mình lúc ra ngoài đường cũng như lúc ở nhà, vừa sạc vừa coi phim, vừa lướt Facebook, vừa xem tin nhắn các kiểu bla bla. Thì thực sự là mình khuyên là chúng ta nên hạn chế điều này lại. Bởi vì thứ nhất, nếu chúng ta làm cho chiếc điện thoại vừa nạp vừa xả như vậy thì thực sự là rất là gây bên chúng ta rất dễ bị chai, và cũng như là hiệu năng chúng ta sẽ bị giảm và là một cách rất là đáng kể. Bởi vì chúng ta vừa sạc vừa sử dụng điện thoại vậy thì làm cho cái hiệu năng chúng ta không còn được như trước nữa, và mình khuyên là chúng ta không nên làm điều này. Trên đây mình vừa đưa ra những tip nhỏ để có thể giúp chúng ta làm quen và cũng như là sử dụng chiếc điện thoại iPhone chúng ta được tốt hơn và cũng như là bảo vệ được tuổi thọ của máy. Và nếu như anh em thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, cũng như là có ý kiến đóng góp gì hay có thắc mắc gì hãy nhớ để lại bình luận phía bên dưới cho tụi mình thấy nhé. Và hẹn gặp lại các anh em cho các video lần sau.